Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Thể thao Thái Nguyên. Hôm nay Thể thao Thái Nguyên sẽ bình luận trận đấu giữa Phòng Giáo dục thành phố Thái Nguyên và Phòng Giáo dục huyện Võ Nhai trong khuôn khổ giải bóng chuyền hơi ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên năm 2020. Hai đội gặp nhau trong loạt trận bán kết. Phòng Giáo dục thành phố Thái Nguyên bước vào trận đấu với tư cách nhà đội nhất bảng B. Phòng Giáo dục huyện Võ Nhai bước vào trận bán kết với tư cách nhà đội nhì bảng A. Trước đó thì Phòng Giáo dục thành phố Thái Nguyên đã toàn thắng ở bảng đấu của mình. Còn Phòng Giáo dục huyện Võ Nhai đã để thua Phú Bình, Phòng Giáo dục huyện Phú Bình. Hai đội đang tranh nhau tấm vé vào chơi trận chung kết. Các bạn có thể vào kênh Thể thao Thái Nguyên và xem lại trận chung kết mùa bóng năm 2019 giải bóng chuyền hơi ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên. Trận chung kết được diễn ra với sự góp mặt của Phòng Giáo dục thành phố Thái Nguyên và Phòng Giáo dục huyện Võ Nhai. Ở mùa bóng năm ngoái thì Phòng Giáo dục thành phố Thái Nguyên và Phòng Giáo dục huyện Võ Nhai là hai đội nhất của hai bảng đấu, và sau đó thì họ gặp nhau tại trận chung kết. Nhưng năm nay thì mọi chuyện đã khác. Phòng Giáo dục huyện Phú Bình đã xoán ngôi của Phòng Giáo dục huyện Võ Nhai và cũng trả xong món nợ với Phòng Giáo dục huyện Võ Nhai ở thất bại của mùa giải năm 2019. Nếu như Phòng Giáo dục huyện Võ Nhai có thể giành phần thắng trong trận đấu này và bước vào trận chung kết gặp Phòng Giáo dục huyện Phú Bình, Phú Bình gần như chắc chắn xuất vào chung kết khi họ chỉ phải đối đầu với đội bóng nhì bảng B, đó là Phòng Giáo dục huyện Phổ Yên, một trong những đội bóng không được đánh giá cao. Nếu như Võ Nhai và Phú Bình gặp nhau trong trận chung kết thì đó sẽ là một cặp đấu rất nhiều duyên nợ. Nhưng để làm được điều đó thì Võ Nhai phải bước qua Phòng Giáo dục thành phố Thái Nguyên, một trong những ứng cử viên rất nặng ký cho chức vô địch. Nếu không có nói là ứng cử viên được đánh giá là nặng ký nhất, sáng giá nhất cho chức vô địch với sự góp mặt của những gương mặt trẻ của chơi công xuất sắc mà số 8 Nguyễn Thị Thúy. Như vậy là trận đấu đã bắt đầu. Trong set đấu thứ nhất, các vận động viên của Phòng Giáo dục thành phố Thái Nguyên ở phía gần màn nhỏ của các bạn trong trang phục áo vàng quần đen. Các vận động viên của Phòng Giáo dục huyện Võ Nhai trong trang phục áo đỏ quần đen. Trong phần bình luận chúng tôi sẽ gọi là thành phố Thái Nguyên và Võ Nhai cho tiện bình luận. Như vậy là đã có điểm đầu tiên cho thành phố Thái Nguyên. Một tình huống bỏ bóng khéo. Những tình huống xử lý hết sức kinh nghiệm của vận động viên mang số 7 bên phía Võ Nhai trong trận bán kết. Chị cũng đã có rất nhiều những tình huống xử lý tương tự như vậy mang lại điểm số cho đội mình. Phòng Giáo dục thành phố Thái Nguyên không phải là một đội bóng dễ chơi với một đội hình khá đồng đều. Tình huống xử lý trên lưới không thành công của tuyến hai bên phía thành phố Thái Nguyên. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về Võ Nhai. Bóng vẫn còn. Hàng trên của thành phố Thái Nguyên đã chơi tập trung. Bóng vẫn còn. Trên hai bên phía thành phố Thái Nguyên đang đưa rất nhiều bóng cho cây công áo số 9. Có đến 3-4 tình huống liên tục chuyển cho cây công áo số 9. Một tình huống đá bóng có lực, bóng vẫn còn trong cuộc. Võ Nhai đang tỏ ra hết sức kiên cường. Những diễn biến đầu tiên của set đấu đang cho thấy căng thẳng và nó xứng đáng là một trận bán kết. Vẫn chưa có một tình huống tấn công cụ thể nào, bóng vẫn còn. Một tình huống đánh bóng leo lưới của vận động viên số 1 bên phía thành phố Thái Nguyên. Điểm số là 2-2. Cho thành phố Thái Nguyên. Nó tổ tập trung.
lấy trên lưới khéo léo của vận động viên Mã số 9 bên phía thành phố. Một tình huống quan sát sân và xử lý tương đối khéo léo, tỉnh táo, mang về điểm số thứ 3 cho thành phố Thái Nguyên 3-2. Bóng vẫn còn. Bóng vẫn còn. Rất khó để có thể ghi điểm. Tình huống chuyển hơi khó. Bỏ bóng rồi. Nỗ lực phòng thủ một tay không thành công của Võ Nhai, điểm cho thành phố 4-2. Ít phút đầu của trận đấu thứ nhất thì thành phố đang là những người có ưu điểm hơn. Họ lợi thế về điểm số. Thành phố tấn công tốt. Cây công áo số 8 và đồng viên tấn công chủ lực của thành phố Tây Nguyên. Mang về điểm số thứ 5 cho đội mình, 5-2. Bóng ngoài sân đã có điểm số thứ 6 cho thành phố Thái Nguyên 6-2. Thành phố Thái Nguyên được đánh giá là chủ biên sáng giá. Mùa bóng năm ngoái họ đã xuất sắc giành chức vô địch khi vượt qua Phú Bình ở trận bán kết và Võ Nhai ở trận chung kết. Trong mùa bóng năm nay thì tại trận bán kết họ đã đụng độ với Võ Nhai ngay chứ không phải là Phú Bình. Và rất có thể nếu như họ chiến thắng trong trận đấu này, họ sẽ gặp lại Phú Bình trong trận chung kết. Ba cái tên quen thuộc thành phố Phú Bình và Võ Nhai thường xuyên là những đội bóng có mặt trong loạt trận bán kết và chung kết. Một tình huống phòng thủ bán chân không thành công. Điểm số 3-7 cho Võ Nhai. Trước đó thì đội viên mà áo số 6 hàng sau của thành phố đã đứng hơi sâu, chỉ đứng bó ở phía trong. Đã có tiếng còi của trọng tài. Như vậy là các vận động viên của Võ Nhai phát bóng khi chưa có còi. Trọng tài cho thực hiện lại tình huống phát bóng. Tình huống phát bóng khá khó. Tình huống xử lý chuyển một tay rất hay. Và nó được đền đáp bằng một tình huống tấn công tốt của vận động viên áo số 8, điểm là 8-3. Khoảng cách đang là 5 điểm. Một khoảng cách khá lớn rồi. Bóng vẫn còn. Bóng ngoài sân. Một tình huống đánh bóng có lực, rất tiếc là bóng đi ra ngoài sân. Điểm số thứ 4 cho Võ Nhai 4-8. Một tình huống xoay cổ tay không qua lưới, điểm cho Võ Nhai 5-8. Võ Nhai còn cách xuống còn 3 điểm. Một tình huống quát sắc bít rất khó. Điểm số thứ 6 cho Võ Nhai 6-8. Đội hình của thành phố trải trọc nhất định. Họ đang chơi với hai chuyền, vận động viên áo số 3 và vận động viên áo số 9, chứ không đánh một chuyền như thường lệ. Bóng vẫn còn. Vận động viên của Võ Nhai rất cao và tham gia tình huống phòng thủ vừa rồi. Bóng không qua lưới. Điểm cho thành phố 9-6. Một tình huống chuyển sao đầu tốt của chuyền hai bên phía Thái Nguyên. Loại bỏ hoàn toàn hàng chắn bên phía Võ Nhai. Và việc còn lại của vận viên áo số 8 là khá đơn giản. 16. Sau ít phút trở trạc thì đội hình của thành phố Thái Nguyên đã vận hành trơn tru hơn. Một tình huống phòng thủ hay.
chưa có một tình huống dứt điểm nào rõ nét cả. Bóng leo lưới khá khó chịu. Liên tiếp là những tình huống đánh bóng từ nhịp 2 của Võ Nhai. Một tình huống tấn công tốt của vận động viên có tuổi đời gần như trẻ nhất trên sân, vận động viên áo số 7 bên phía thành phố. Vận động viên áo số 7 bên phía thành phố sinh năm 1995. Vận động viên Lương Thị Kiều. Xét về độ tuổi trung bình thì các vận động viên của Võ Nhai là những người có độ tuổi trung bình lớn hơn. Gần như Võ Nhai là đội bóng có độ tuổi trung bình cao nhất trong giải đấu này. Hầu hết các đội bóng đều có tuổi trung bình khá thấp. Bóng vẫn còn, hai tình huống bóng leo lưới liên tục. Bóng vẫn còn. Hết sức may mắn cho Võ Nhai khi tình huống phòng thủ của họ bóng kịp leo lưới. Bóng vẫn còn. Chưa thể có điểm. Lần này thì đã có điểm cho thành phố sau một loạt những tình huống giằng co. Bóng được đưa đẩy vào những vị trí rất khó và không thể có cơ hội để kiến tạo cho chuyền hai. Không thể có cơ hội để chuyền hai có thể kiến tạo cho các vận động viên thực hiện tình huống tấn công. Điểm cho thành phố 12-6. Tình huống tấn công tốt của Liên Mao số 7. Thành phố có tới 3 cây cung. Vận viên mã số 8, số 9 và số 7. Và vận viên chuyền 2. Vận viên mã số 3. Như vậy là bóng trong sân. Trọng tài không cho rằng bóng chạm cổng Angel. Trọng tài 2 phát bóng ở ngoài. Như vậy là trọng đã có quyết định cuối cùng của các trọng tài, bóng chạm cọc giới hạn ra ngoài. Điểm cuối cùng thuộc về thành phố Thái Nguyên 13-6. Tình huống chắn bóng không thành công. Điểm cho thành phố 14-6. Khoảng cách bây giờ đang là 8 điểm rồi. Một khoảng cách khá lớn. Quý vị và các bạn đang xem phần bình luận trên kênh Thể thao Thái Nguyên. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng việc ấn like, đăng ký và chia sẻ. Thể thao Thái Nguyên xin được chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc. Vận động viên hàng trên bên phía Võ Nhai không nên tham gia phòng thủ trong tình huống vừa rồi. Vận động viên hàng dưới hoàn toàn có thể phòng thủ thành công trong tình huống đó. Như vậy là Võ Nhai đã xin tạm dừng hội ý khi điểm số đang là 6-16. Đã hết thời gian hội ý và chúng ta cùng quay trở lại với những diễn biến tiếp theo của trận đấu. Có sự thay đổi người. Vận động viên áo số 10 ra sân. Vận động viên vào sân, chúng tôi chưa kịp quan sát thấy số áo của chị. Áo của các vận động viên không được in A số ở mặt trước. Một tình huống đẩy bóng sâu đi cuối sân. Điều đó đã làm khó khăn cho việc phòng thủ của vận động viên số 8. Bên phía thành phố điểm cho Võ Nhai 7-16. Một tình huống đánh bóng có lực. Vận động viên phòng thủ của Võ Nhai đã kịp thời phòng thủ những tình huống vừa rồi. Bóng vẫn còn, vẫn còn, rất lỗ lực.
những rất là tuyệt vời của huấn luyện viên Mao Sơn Chín bên phía thành phố. Dàn bóng tốt. Lần này thì Võ Nhai chắn bóng ra ngoài. Điểm cho thành phố 17-7. Một tấn công tốt. Một tấn công hết sức mau mực. Pha xử lý của chuyền 2 là tốt. Vận động viên hàng công bên phía thành phố cũng đã xuất sắc trong tình huống vừa rồi. 18-7. Nhưng ngay sau đó thì vận động viên Mao số 7 đã phát bóng không có lưới. 8-18 cho Võ Nhai. Khoảng cách là 10 điểm. Một khoảng cách rất lớn. Phát bóng khá khó chịu. Một tình huống bỏ bóng thông minh, bóng bỏ qua tay chắn vào khu vực giữa sân. Các vận động viên của Võ Nhai không kịp can thiệp tình huống vừa rồi. 19-8 cho thành phố. Đầu thứ nhất thì Phú Bình đã giành phần thắng trước Phổ Yên và Phú Bình đã là những người có tấm vé đầu tiên vào chơi trận chung kết. Đối thủ mà họ chờ đợi sẽ là đội giành phần thắng trong cặp đấu giữa thành phố và Võ Nhai. Ở trận đấu thứ nhất thì thành phố đang là những người dẫn điểm 20-8. Thành phố đánh bóng chưa có lưới, 9-20 cho Võ Nhai. Điểm kết thúc, tình huống tấn công tốt của vận động viên số 7 đã có điểm kết thúc trận đấu thứ nhất cho thành phố. Ở trận đấu thứ nhất, thành phố giành phần thắng với điểm số 21-9. Và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trận đấu thứ hai sau ít phút. Quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với set đấu thứ hai trong trận bán kết. Điểm đầu tiên trong set đấu thứ hai đã thuộc về Võ Nhai, một tình huống tấn công tốt của Võ Nhai. Trong set đấu thứ nhất thì thành phố Thái Nguyên là những người giành phần thắng. Trong trận đấu thứ hai, Võ Nhai là những người ở phía gần màn nhỏ của các bạn. Thành phố Thái Nguyên ở phía xa màn nhỏ của các bạn. Tình huống đánh bóng tốt. Điểm số được cân bằng 1-1. Bóng trong sân. Điểm cho Võ Nhai 2-1. Trước đó thì đã có một cổ động viên xuống khá sâu phía dưới sân. Anh bật đèn flash quay phim, điều đó đã ảnh hưởng một chút tới khả năng quan sát của các vận động viên bên phía thành phố. Hai vận động viên hàng trên của Võ Nhai không được sự hiểu ý nhau. Điểm cho thành phố 2-2. Trọng tài đã bắt lỗi phòng thủ trong tình huống vừa rồi. Đã có tình huống dính bóng. 3-2 cho thành phố Thái Nguyên. Tình huống phát bóng khá khó chịu. Mang về điểm số trực tiếp cho thành phố 4-2.
thủ của thành phố chơi tập trung. Một tình huống đánh bóng tốt của Võ Nhai nhưng vẫn chưa thể có điểm số. Võ Nhai cần phải hạn chế hết sức cái tình huống sang bóng ngay như vừa rồi. Điểm tiếp theo cho thành phố Thái Nguyên 5-2 rồi. Trong mùa bóng năm 2019 thì Võ Nhai cũng thường xuyên có những tình huống sang ngay như vậy và điều đó không thực sự mang lại hiệu quả. Họ đã thất thủ trước thành phố trong trận chung kết và cuộc tái ngộ trong mùa bóng năm nay. Nếu như cứ tiếp tục thế này thì sẽ rất khó cho các vận động viên của Võ Nhai. Đội hình của thành phố chạy rất nhuyễn, các vị trí vận hành rất tốt, rất khó để có thể đánh được bóng xuống sân của thành phố. 6-2 cho thành phố. Nếu không phải là một tình huống tấn công thực sự tốt, có ý đồ thì để bóng rơi xuống phần sân của thành phố là một chuyện tương đối khó khăn. Vẫn còn, đã có tiếng còi. Một tình huống lỗi trong xử lý của Võ Nhai. 7-2 cho thành phố, khoảng cách đã là 5 điểm rồi. Những phút đầu tiên của set đấu thứ hai của thành phố là những người có ưu thế. Một tình huống lỗi tấn công, Võ Nhai đã mất điểm số thứ 8. 8-2 liên tiếp là hai tình huống phát bóng rất khó chịu của vận động viên áo số 7 bên phía thành phố. Hai tình huống phát bóng của chị mang lại điểm số trực tiếp cho đội mình. 9-2, khoảng cách khá lớn, 7 điểm. Dẫn với khoảng cách rất sâu, bây giờ là 12 rồi. Tâm lý vô cùng thoải mái. Với điểm số như thế này thì các vận động viên của thành phố có thể tha hồ để phô diễn chiến thuật và kỹ thuật của mình. Trong khi đó thì Võ Nhai đang hết sức chật vật và khó khăn khi phải đối đầu với đội bóng đứng cương vị là đương kim vô địch của mùa bóng năm 2019. Võ Nhai có sự thay đổi người. Vận động viên áo số 20 ra sân, vận động viên áo số 6 vào sân. Khi điểm số của họ đang là 2-11. Rất hay. Tình huống bỏ bóng khá hay của cây công bên phía Võ Nhai. 3-11 cho Võ Nhai. Võ Nhai cần phải tỉnh táo hơn, cần nhiều hơn những tình huống xử lý như vừa rồi. Họ cần nhiều hơn sự quyết đoán, họ phải dám đánh hơn, dám chấp nhận rủi ro hơn thì mới mong có cơ hội trước thành phố. Vẫn còn. Sẽ ra ngoài, chắc chắn tình huống bóng đó sẽ ra ngoài. Vận viên áo số 2 và vận viên áo số 15 của Võ Nhai không thực sự hiểu như nhau. Đã có điểm số thứ 12. 12-3 cho thành phố. Một tình huống bóng leo lưới. Vận động viên phòng thủ của Võ Nhai đã chơi tập trung cho tình huống vừa rồi. Bóng vẫn còn. Vận động viên chuyền hai của Võ Nhai không kịp thời hiểm hộ cho tình huống vừa rồi. Điểm cho thành phố. 13-3. Cú điểm tiếp theo cho thành phố 14-3. Khoảng cách đã là vô cùng lớn. 11 điểm. Các vận động viên bên phía Võ Nhai gần như tê liệt, mất sức chiến đấu trước thành phố. Họ không còn ham muốn chiến thắng.
Và nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ rất khó khăn cho Võ Nhà. Thành phố đã chủ động thay người để giữ sức cho những vận động viên chủ lực của họ khi cách biệt đang là rất lớn, 11 điểm. 14-3, một điểm số cách biệt rất lớn. Cơ công chính đã được cho ra nghỉ. Hai vận động viên của thành phố đã được thay ra sân. Đây có thể nói là đội hình B của thành phố, 15-3. Bóng trong sân, một đường phát bóng tốt, 16-3. Các vận động viên của Võ Nhai gần như đã buông bỏ trận đấu này. Họ chấp nhận với việc về vị trí thứ 3, đồng giải 3 cùng với Phòng Giáo dục huyện Phổ Yên. Việc không có được vị trí nhất bảng ở bảng A và phải đối đầu với thành phố là bất lợi rất lớn đối với Võ Nhai cũng như bất kỳ đội bóng nào. Việc tranh chấp vị trí nhất bảng ở bảng A là vô cùng khốc liệt, không có đội bóng nào muốn gặp thành phố cả. Một tình huống phòng thủ tốt. Của Võ Nhai đã bị bắt lỗi đánh bóng. Như vậy là có điểm số thứ 16 cho thành phố, 16-3. Đã có rất nhiều những sự động viên từ phía ngoài sân cho các vận động viên của Võ Nhai. Bóng vẫn còn trong cuộc. Nỗ lực cứu bóng vô tình là đẩy vận động viên tấn công của thành phố vào vị trí rất khó khăn, 17-3. Có lẽ là 18-3 rồi. Ở góc quan sát của chúng tôi rất khó, nó vướng mất cái cọc lưới nên không thể nhìn thấy rõ điểm số. Chính xác là 18-3. Như vậy là Võ Nhai vừa có một điểm sau tình huống đánh bóng hỏng của thành phố, 4-18. Gần như chắc chắn thành phố sẽ có tấm vé vào chơi trận chung kết gặp Phòng Giáo dục huyện Phú Bình. Việc Võ Nhai có thể tạo lên được bất ngờ là vô cùng khó khăn. 5-18. Chắc chắn là sẽ không có bất ngờ nào xảy ra nếu như trận đấu cứ tiếp tục như thế này. Khi mà cây công chính được đưa ra nghỉ, thành phố thay đến hai nhân sự thì Võ Nhai cũng chưa cho thấy mình nổi trội hơn, thậm chí là họ còn để mất những điểm số rất đáng tiếc. Đã có điểm số thứ 20 rồi, 20-5. Ý chí chiến đấu của các vận động viên bên phía Võ Nhai gần như đã tắt lịm trước thành phố. Họ không còn động lực để chiến đấu. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Thành phố giành bàn thắng với tỷ số 2-0 và giành vé vào chơi trận chung kết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe, thành công và hạnh phúc.